Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được kết nạp vào đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967 khi vừa 23 tuổi và đang học năm thứ tư khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Kể từ đó, người đảng viên Nguyễn Phú Trọng đã ý thức rất cao về sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân với một định hướng đẹp và không lay chuyển như lời một bài hát, lời thơ mà nhiều lần Tổng bí thư nhắc đến. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim, hãy là chim câu trắng, nếu là đá, hãy là đá kim cương, nếu là người, hãy là người cộng sản. Và còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gượng mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí. Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó như ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng Bí thư từ khóa 11 đến khóa 13, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 10 2018 đến mùng 2 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội khóa 11-12, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến rất to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong ba nhiệm kỳ qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thế nhưng, là người sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khi nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, vẫn chỉ nhận rằng tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp, chỉ bảo của các đồng chí đảng viên đi trước, sự cộng tác, giúp đỡ của các đồng chí đồng nghiệp, sự động viên ủng hộ của nhân dân mà trực tiếp là những cơ quan nơi tôi từng học tập, công tác và làm việc. Với những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Đảng nhà nước ta đã trao tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng còn là nhà lý luận, nhà khoa học xuất sắc là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có công hiến lớn về mặt lý luận, với công trình dày công nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, chất lọc từ thực tiễn phong phú, đồng chí đã tổng kết lịch sử phát triển của thế giới đương đại cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam từ đó khẳng định một cách khoa học về con đường duy nhất đúng cho sự phát triển của đất nước. Đó là con đường xã hội chủ nghĩa." Đồng chí Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, "Nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của Đảng." là nguyên lý thành công của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu duy nhất đúng để đạt được tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Ngoài tác phẩm lý luận lớn này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực lý luận chuyên ngành. Đó là các cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Vào tháng 2 năm 2023, một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, tháng 7 năm 2023. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Tháng 11 năm 2023 xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, tháng 11 năm 2023. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tháng 6 năm 2024. Các cuốn sách của Tổng Bí Thư đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và đều được các học giả, nhà nghiên cứu trong ngoài nước và nhân dân ta đánh giá rất cao không chỉ do giá trị tư tưởng và nội dung của tác phẩm mà một phần chính là bản thân tác giả, một con người có trí tuệ, có nhân cách và luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu rõ rằng, đảng phải biết tự sửa, biết dựa vào dân để chỉnh đốn, chỉnh đốn là từ bên trên trở xuống. Vì vậy, đồng chí đã trực tiếp làm tổng tư lệnh, trưởng ban chỉ đạo cuộc chiến chống tham nhũng. Với tinh thần không khoan nhượng, ai không làm, ai do dự thì đứng ra một bên. Và cuộc chiến này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Lò lửa của nhân dân được nhóm lên không chỉ khiến củi khô, củi tươi đều phải cháy, mà còn có tác dụng gian đe, suy ngẫm cho cả những ai tay chưa kịp nhúng chàm. Cuộc chiến này có lý luận, có bài bản. Lý luận đó được thể hiện cơ bản trong tác phẩm kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh tháng 2 năm 2023 của đồng chí Tổng Bí thư. Cuộc chiến này có mục tiêu rõ ràng và nhân tố quyết định là sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ, toàn diện và thường xuyên của Đảng dựa vào dân, lắng nghe dân đặc biệt là sự gương mẫu nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của đồng chí. Nhờ vậy, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta và thực tế minh chứng một điều là tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thực thi sứ mệnh trên cương vị của một người đứng đầu đất nước trong việc bảo vệ sự tồn vong và phát triển đất nước bằng hai con đường song song luật pháp và văn hóa luật pháp là sự nghiêm minh và văn minh của một nhà nước của một quốc gia còn văn hóa là tâm hồn và đức hạnh của một dân tộc cuộc đấu tranh chống tham nhũng do tổng bí thư đứng đầu là thể hiện sự nghiêm minh của một nhà nước lối sống văn minh của một quốc gia và công cuộc chấn hưng văn hóa là việc xây dựng nhân cách và tư cách của dân tộc. Ở cương vị nào, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gian mình rũa sáng tứ đức, cần kiệm, liêm chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã dạy, từng bước trưởng thành và đã cống hiến trọn đời cho đảng, cho dân đồng thời tổng bí thư luôn yêu cầu từng cơ quan địa phương từng cán bộ phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình phải toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung phải đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết phải lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống nhất là hiệu quả công tác uy tín của bản thân và gia đình để làm thước đo chủ yếu phải trên cơ sở tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ để tạo ra một ekip, một tập thể cộng sự ăn ý, đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh. Nhân dân cả nước luôn dành sự kính trọng, tin tưởng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, người cộng sản chân chính, một lãnh đạo tài ba, người luôn nhất quán giữa nói và làm, lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích của dân làm mục tiêu phấn đấu luôn gần dân sát dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu ghi nhận những đóng góp to lớn của tổng bí thư nguyễn phú trọng cố tổng bí thư lê khả phiêu từng khẳng định anh là nhà cộng sản chân chính trí chí tình chính nghĩa tính cách thì nhân hậu nhưng quyết liệt không khoan nhượng trong công cuộc chỉnh đốn đảng để đảng ta ngày càng trong sạch hơn xứng đáng là công bộc là đầy tớ trung thành của nhân dân như hồ chủ tịch từng khẳng định Xin mượn một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Alexeyevich Ostrovsky để kết bài và là nén tâm hương đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có những công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân